Là người Mộc, Thái Yên có hơn 6.000 nhân khẩu, trong đó khoảng 80% người làm nghề Mộc. Những năm qua, thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, xã Thái Yên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước đưa các hộ sản xuất lớn, các xưởng phun sơn ra khỏi khu vực dân cư. Tuy nhiên, do diện tích đất hẹp, các hộ dân sản xuất nghề truyền thống đông, sống tập trung, co cụm nên vấn đề ô nhiễm môi trường đang là nỗi trăn trở hàng ngày, hàng giờ của những người dân nơi đây. Về cái điều kiện sản xuất ở đấy thì đa số người dân tập trung cho nghề tiểu thủ công nghiệp, nhưng mà do điều kiện đất chất cho nên cái làm xưởng để mà sản xuất thì lại quá chất, cho nên vẫn mong muốn rằng là nói chung các nhà đầu tư là tạo điều kiện về địa điểm để rồi cả khu ra để coi như sản xuất cho có hiệu quả hơn. Chứng kiến những người thợ mộc thôn Bình Tiến A hàng ngày cưa, đục, đánh bóng đồ gỗ trong bụi mù mịt, mùi hóa chất nồng nặc, mới cảm nhận hết được những nguy cơ mắc bệnh mà họ có thể gặp phải trong quá trình làm việc. Nhiều hộ có 2 tới 3 thế hệ cùng làm nghề mộc, nhưng tổng diện tích nhà ở và xưởng sản xuất chưa đầy 200 m². Nhiều người già, trẻ em trong làng đang hàng ngày phải sống chung với ô nhiễm bụi, mùi hóa chất và tiếng ồn. Xã Thái Yên của chúng tôi cũng rất quan tâm về cái tiêu chí 17 về môi trường. Đây là một cái tiêu chí rất khó đối với cái làng nghề đặc thù của xã Thái Yên chúng tôi. Trong thời gian sắp tới, địa phương cũng như ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã sẽ đề xuất với công ty cổ phần IDI sẽ kết hợp thực hiện cái chương trình khuyến khích vận động các hộ không đủ cái diện tích sản xuất và sản xuất không đảm bảo về môi trường sẽ mời các hộ này cùng làm việc với công ty và địa phương sẽ vận động để các hộ này ra đầu tư sản xuất tại cùng để đảm bảo cái vệ sinh môi trường trong thời gian sắp tới. Những mong muốn của các hộ sản xuất làng Mộc Thái Yên và quyết tâm của chính quyền địa phương đã được công ty cổ phần đầu tư IDI, chủ đầu tư dự án cụm công nghiệp Thái Yên đồng hành, chia sẻ. Trong thời gian tới đấy, được chúng tôi sẽ phù hợp với Ủy ban nhân dân xã Thái Yên cũng như huyện Đức Thọ, Sở Công Thương sẽ xây dựng một số cái chính sách để hỗ trợ những cái cơ sở mà có những điều kiện kinh tế khó khăn để vào sản xuất tại cùng. Cụ thể đó là những cái hồ mà đang thiếu diện tích sản xuất nhưng mà lại đang nằm khu dân cư gây ô nhiễm thì chúng tôi sẽ có những chính sách đặc biệt để hỗ trợ họ và mời họ vào đầu tư tại cụm công nghiệp. Với mục tiêu phát triển làng nghề truyền thống, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, hy vọng chính quyền, người dân và doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành để cùng phát triển bền vững.